Chào rằng konnichiwa. Những hoa sen xin kính chào tất cả quý bạn và các vị. Hôm nay những hoa sen xin giới thiệu một bộ ngữ pháp đơn giản. Chúng ta có chủ thể là con voi với mẫu câu là Zo wa kara ga hoki desu. Con voi có cơ thể thật là to lớn. Với cấu trúc N1 wa N2 ga tính từ. Danh từ một là chủ thể của câu, trong khi tính từ lại bổ nghĩa làm nổi bật danh từ N2 của N1. Chúng ta cùng đến với ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu câu ngày hôm nay nhé. Chúng ta thấy nét đặc trưng của con rắn là cơ thể nó dài. Hebi wa kara ga nagai desu. Cô gái với nước da trắng và mái tóc thật là dài. Vậy làm sao để nói cô ấy có mái tóc dài? Kanozo wa kami ga nagai desu. Cô ấy thật là dễ thương nhỉ. Kanozo wa me ga. Dạ, minasan, kotae o komento ni nokoshite kudasai. Mọi người hãy để lại đáp án của các bạn ở dưới dòng bình luận nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. Ja ne.